Bạch sư, con có câu hỏi về tội trộm cắp. Nếu một giáo viên thường học hỏi và sao chép cái hay của những giáo viên khác để áp dụng cho lớp của mình, ý tưởng giảng dạy, ý tưởng trong bài học, những phần hay trong tài liệu thì có phạm tội trộm cắp hay không? Thì đây cũng là một câu hỏi thú vị. Xin mời Đại Đức Tuệ Thư trả lời trước. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, để mà nói là cấu thành tội trộm cắp theo đúng tinh thần lời Phật dạy và chú giải chính thống thì quý vị phải nắm được năm cái chi pháp này nè. Nếu mà năm chi pháp này hội tụ đủ thì mới cấu thành là tội trộm cắp. Là thiết là gì? Đó là vật có chủ, vật có chủ nha. Đầu tiên vật có chủ, thứ hai là biết rõ vật đó có chủ, thứ ba là có tâm lấy, thứ tư là cố tâm lấy, và thứ năm là đã lấy cái đó rồi. Thì ở đây quý vị hỏi là những cái tài liệu này nè, những cái tài liệu như vậy đó, thì cái vật này thì với cái hiện trạng cái xã hội mình bây giờ, nhiều quý vị có nghe đến cái gọi là cái sở hữu trí tuệ, những sở hữu trí tuệ có nghĩa là chúng ta không, cái giới trộm cắp như là Phật dạy chúng ta không có thể hiểu là nó là vật thể được, nhưng mà có những cái trộm cắp mà gọi là phi vật thể, giống như là ý tưởng, gọi là sở hữu trí tuệ. Thưa vị, ý tưởng nó cũng là một cái loại tài sản, thưa vị, chứ không phải đơn giản nha. Cũng như là những cái bằng mà sáng chế hay những cái sáng kiến đó mà người ta có đăng ký, đúng không? Đầu tiên á, bản thân quý vị á, phải hiểu rõ năm cái chi pháp này, rồi thậm chí quý vị phải hiểu rõ là những cái ý tưởng, những cái hay trong bài học này nè, nó có thuộc cái phạm trù á, gọi là cái sở hữu trí tuệ không? Quý vị hiểu rõ không ạ? Tại vì đã nói sở hữu trí tuệ rồi, mà mình không có xin phép người đó, xin nhấn mạnh nha, mình không xin phép người đó, và người đó cũng cho là đây là cái sản phẩm của tôi, cái trí tuệ của tôi, và tôi cũng không có tùy tiện tôi tôi chia sẻ cộng đồng đó, tôi chia sẻ rộng rãi đó, mà thậm chí có chia sẻ là phải ghi nguồn, có ai hỏi cái ý tưởng này nè của ai thì phải ghi của tôi, không? Còn không có thể được mình nói là xài của tôi rồi, có nghe xài của tôi rồi tới hồi mà tôi biết được á, tôi hỏi là của ai rồi mới nói của tôi, mà trong khi á, là xài cái ý tưởng của tôi, không? Rồi lúc trước bây giờ á, là cứ ai hỏi là của sao mà có ý tưởng hay này như vậy, không? Thì nói là này thì của tôi ra, thì cái này là phạm trộm cắp, thưa quý vị. Cho nên á, cái câu hỏi này á, là bản thân cái vị này nè, đầu tiên nó thiên về tự mình trả lời hơn, thưa quý vị. Là đầu tiên là phải hiểu năm chi pháp này nè, rồi mình cộng thêm cái mình nghiên cứu về cái luật sở hữu trí tuệ đó. Để mình hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà sao chép nè, rồi ý tưởng dạy học đó, để mình làm sao cho đúng. Nhưng mà sẽ có một cái lời khuyên như vậy nè. Tại sao sẽ có một câu hỏi là tại sao thay vì cái việc mà học hỏi sao chép này là cái hay nè của những giáo viên khác là nên. Tại vì mình cứ bảo thủ, mình nói là không, tôi không học ai hết trơn, tôi bản thân tôi là good nhất, tốt nhất, thì cái đó đúng. Nhưng mà thay vì ở đây nói là mình để áp dụng cho lớp mình mà không có cái mở rộng thêm là thay vì mình đi hỏi, thí dụ có những cái ý tưởng, mình thấy ý tưởng ý hay của những cái giáo viên khác, thì mình đừng ngại, mình hãy liên hệ với họ, mình nói là cô ơi, thầy ơi, tôi thấy là cô với thầy có cái ý tưởng giảng dạy này nè, hay quá rồi, cái ý hay trong bài học này, rồi những cái phần tài liệu đó, có đại loại có hoan hỷ mà chia sẻ cho tôi sẽ tôn trọng. Nếu có ai hỏi tôi sẽ ghi nguồn của thầy Nghĩa, không, thầy Thành gì đó, đó vậy đó. Có ai hỏi thì tôi cũng không có dám là nói của tôi đâu, không, chỉ cần là chấp thuận cho tôi được sử dụng đó thôi. Thì suy nghĩ là cái điều nên làm. Còn khi mà quý vị mà hỏi nó, câu hỏi này thật sự nó rất khá chung chung nha, mà sư, riêng bản thân sư á, sư có tìm hiểu qua câu hỏi này. Tại vì sao? Tại vì
cái sẽ có nghiên cứu về cái vấn đề mà luật sở hữu trí tuệ đó, hay là sáng có một cái bài mà quý vị sẽ Google, quý vị thấy là trí tuệ là sáng tạo hay là ăn cắp. Thì trong đây có đề cập rất là nhiều thứ quý vị. Có một đoạn mà sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Đạo văn, đạo nhạc, đạo giáo trình, làm hàng giả, làm hàng nhái, hay hàng ăn theo đang là thảm trạng tràn lan ở một số quốc gia hiện nay. Đó, thì cái vấn đề quý vị hỏi đó. Rồi đây này, nó nói là có thể nói trong tất cả các hành động ăn cắp thì kiểu ăn cắp chất xám là đáng lên án nhất, vì kẻ ăn cắp này thường là những người coi là có hiểu biết, và hệ lụy của nó bóp chết ước muốn sáng tạo, khả năng sáng tạo của một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp. Nguy hại hơn, nó giết chết nền sáng tạo, nền học thuật và nền nghệ thuật của một quốc gia, một dân tộc. Đó, đó là cái bài này sẽ thấy rất là hay. Thì trước khi kết thúc trả lời này thì sư chỉ có lời khuyên quý vị là để cho cái giới trộm cắp mình đó mình không bị phạm, tốt nhất là như cái lời khuyên của sư, nếu mình thấy cái gì hay mình đừng ngần ngại, mình cứ lại mình nói hoan hỷ, nó là thấy ý tưởng hay đó, tôi có thể chia sẻ, nên tôi sẽ, nếu mà ai hỏi thì tôi có thể ghi cái nguồn là của thầy đó, cô đó. Không, còn mà quý vị phải hiểu nha, khi mà mình lại mình hỏi người ta là tôi có thể là xin phần tài liệu đó không, tôi có thể là áp dụng cái ý tưởng đó hơn như vậy không, mà người ta không cho là mình hiểu rồi đó, là cái đó họ đang xem họ là tài sản của họ đó, gọi là tài sản phi vật thể đó. Nên vấn đề này mình phải cẩn trọng chứ. Mình nói là chỉ vô ta, nghĩa là mình nói là đôi khi mình nói là tự mình cho mình là mình so sánh là không có đủ chi, nhưng thật sự không phải, thưa quý vị phải xem kỹ năm chi. Thì sư thấy là trong cái trường hợp này nè rất là dễ, thì nói là rất là dễ trộm cắp nha. Còn 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 để cấu thành hay không thì phải có một trường hợp gọi là cụ thể luôn, cái này gọi là trường hợp này gọi là chưa cụ thể lắm. Cho nên là cũng mong mỏi quý vị là mình sẽ làm cái người trả lời trung thực cho mình nhất về cái giới mà trộm cắp hay không nào, và đưa cái giải pháp tốt nhất cho mình để mình luôn tôn trọng cái ý tưởng, cái sáng tạo của người khác. Đó, nãy như sư nói đó, mình luôn tôn trọng ý tưởng, những cái sáng tạo của người khác, thì đó là một cái điều tốt để trong phát triển cái xã hội mình, xã hội này. Còn một điều nữa sư quên nói quý vị, ngay cả quý vị biết không, ngay cả những cái công thức, quý vị, công thức nấu ăn đó, công thức ăn gọi là bí truyền nghe, giống như quán nào nổi tiếng gì mà về phở đi không, bởi vì đại loại quý vị muốn có được cái công thức nấu ngon để quý vị mới trà trộn với quý vị phục vụ, quý vị làm đó, thì quý vị quan sát người ta, người ta nấu phở sao. Thì cái ý tưởng quý vị nói lại, quý vị nói chỉ học theo vậy thôi, nhưng mà sự đó là trộm cắp, thưa quý vị. Cho nên là mình phải cẩn trọng về cái này, và mình trả lời trung thực nhất cho mình về cái vấn đề này ha. Kết thúc phần trả lời câu hỏi này.